Đây các bác đây nhá, tí nữa em sẽ có món thịt gà này, cá trong giỏ đây. Đấy, nhiều phết đấy. Một bát loa. Đây thịt các bếp đây. Mấy món ở trong đây nữa. Trứng đây. Chả đây. Có cả chai rượu này. 2-3 chai. Cơm đây, cơm nắm nhá. Đây thịt treo, miếng thịt treo chưa làm này. Xong tí là bọn em ngồi ở chỗ hòn đá này luôn đây, nó bằng đây. Chào gái nào. Chào. Đi vớt cá đi. Vớt nhiều rồi. Vớt đây này. Vớt tiếp. Vớt đấy. Người ta vớt ngược lên nhá. Vớt ở dưới lên. Đây món cá thả thẳng trực tiếp đây. Cũng được một nồi luôn. Được một nồi nhờ. Nhiều phết. Ngon lắm. Đây có cả bát mẻ đây. Cá nấu mẻ với rau răm. Anh này là anh không nói được. Nhưng mà anh giỏi lắm. Anh còn biết lái cả máy xúc cơ mà. Máy xúc, ô tô, các loại, chơi được hết. Tiền biết đếm nha, mới tội không biết nói thôi. Mi đi tắm đi, khỏe ra. Lạnh lắm. Tắm một phát về sưởi ấm nha anh. Ừ.
Để áo ra. Để tắm đây này, nhanh. Xong rồi về sửa ấm đây, tí là khô mà. Bơi, bơi cho anh xem à. Nước suối sạch mát này không tắm à? Mò xem có cá không? Mò xem có cá không? Đây món cá sắp chín rồi. Nhìn ngon quá nhờ. Làm thử miếng nhá. Đây các bạn nhìn thấy con cá bống giờ là thèm quá làm miếng à. Ngon phết đấy. Đây là mẻ. Mẻ anh. Ừ. Đây dùng nước suối luôn này. Múc trực tiếp luôn. Đây là nước đầu nguồn nên sạch. Uống được luôn mà, uống thẳng luôn nước suối này mà. Đấy xong tí thả rau răm vào nữa là xong. Ừ. Đầu bếp. Đi khăn ghi cả. Đi. Mới quấy đâu. Mới nghịch kìa. Nghịch cũng phải mà lá nó vậy rồi. Alo, cái chơi game lắm. Game over. Đầu bếp đấy. Tiếp theo cho rau răm vào phát là được. Khẩu không? Như ở đây lắm. Đấy à? Mấy cái la dân như mỏ lắm. Tổng hợp à? Nắng rồi. Nắng đi tắm chưa đi? Đi tắm bây giờ lạnh lắm. Trời ơi. Cho cả thịt gà vào luôn này. Tổng hợp luôn.
với ớt phải không? Đây bây giờ anh em mới bắt đầu ăn cơm đây. Đấy. Anh nội hôm nay trưởng đoàn nhá. Ôi cá to. Ba món chủ đạo thôi. Nồi cá đây, nồi cá bống này. Nằm kín đây. Trứng rán này. Thịt xào. Có cả xôi cả tẻ. Đấy, xôi nếp tẻ có hết đây. Thua đâu ấy. Nhưng mà nước chấm không có. Có cả rượu đây. Nước chấm không có rồi, đây thì toàn rừng với suối thôi. Ở đây gọi là khu vực rừng cá bao luôn. Đá lâu con. Rồi, tắt được rồi. Cá bống nha. Ôi, đầu gà to quá. Ai mổ con gà to thế này? Cá nè. Đại cái thì thường nó khá được. Thôi mới đu ảnh rồi. Thôi. Quán này làng này. Để hình làng này. Không có bát nha. Ăn uống không dùng bát. Đây bằng lít lũ ở lít lũ à đâu vậy đẹp quá tỏi trong này còn có cái cấn này bắt luôn bên lũ lên năm bên phòng lít lũ ấy là các khuẩn với lũ khuẩn rồi bên phòng lít lũ ấy đầu lần đấy. Lá lâu lắm đấy. Táo mèo bố. Táo mèo. Nhớ lúc thử rồi. Đó. Đó. Đó rồi đó. Đến nơi lơ. Đấy. Chùm đây. Nghỉ đi. Nghĩ khẩu có chó cắn chạy thôi bà. Má kia khẩu gì bố. Chó cắn chạy thôi như con. Ừ, tay thôi nhờ. Lũ này lũ viến, lũ là cái viến đấy. Nói chung mới chia sẻ thôi chứ. Hơi thủng không? Mới để ở lắng. Bắt ra bắt không xuống. Hả? Đấu đâu? Nghĩ thì thủng đi rồi. Đây! Thở cá nội cốc à? Cá liên lấy ngon ngoài rồi cơ. Má này đắp chữ gia dòng ở xã kiến đi. Quán luôn. Thank you.
lắm. Mơ hô ngủ. Cái này chưa nghe nữa. Thêm đi anh nha. Ôi. Đấy có ở chắc chứ. Giờ mày chỉ mơ lại một chắc chứ cuộc cái đấy tự nhiên sống không? Cái ổ bé nó lóng quá. Không, bỏ chắc chứ cuộc cái đấy. Mấy 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 lần này. Mấy con cái con bá này yếu sống yếu rồi. Mấy nghe gì cái lắm rồi. Bá mấy nào cũng ngồi dưới rồi. Mấy nụ à. Ê.